Vâng cả, xin mến chào toàn thể các bác nhé Một video apply trong buổi đêm ngày hôm nay Hiện tại em quay nó giờ khoảng độ gần 12 giờ đêm rồi À gần, gần 11 giờ đêm Ngày mùng 5 Tết Thì uh, nếu mà hôm nay em về sớm này em là em làm buổi live stream và phục vụ các bác cho anh em rồi Thì báo cáo bác thì Nhân dịp uh, đầu xuân năm mới Thì thay mặt đơn vị Yếu Minh cũng như cửa hàng Yếu Minh uh, Một đơn vị có thể là phục vụ các bác trong vòng ít nhất từ ngày đầu cái thời điểm âm thanh chuyên nghiệp uh, mới ra thì bên đơn vị em đã phục vụ bác ít nhất là được khoảng 4 năm rồi đúng không ạ? À, đó là những cái tình cảm đối với các bác khách hàng, đối với đơn vị em Cũng như là những gì em đã phục vụ những năm qua Đó là những cái uy tín đối với đơn vị em phục vụ các bác Và nhân dịp đầu xuân năm mới thì Thay mặt đơn vị em thì gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác Cũng như anh em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc Và sang năm mới là luôn luôn mạnh khỏe Gặp nhiều may mắn trong cuộc sống trong năm mới này và buôn may mắn bán, bán đắt bác nhá nếu các bạn anh em vương danh và mọi sự được như ý an khang thịnh vượng đó là lời chúc tốt đẹp nhất trong đầu năm mới này tuy vậy thì năm nay thì dịch bệnh hòa ngành rất là uh, nói chung là quan ngại đối với không phải riêng gì ngành auto của bọn em mà tất cả các ngành nghề đó bác nhớ. và hiện tại em đang có mặt tại kho em bật camera sau vì em định quay một video trực tiếp nhưng mà lại là về muộn quá các bạn Đấy thì báo cáo bác thì uh, trong buổi tối nay thì em đang mặt kho Thì hàng hóa như biết thì em cũng tập kết uh, trước Tết rồi Hàng lúc nào đầy ấp các sản phẩm âm thanh Rất nhiều thiết bị dàn ở kho này em chỉ đa số đẩy ủng xuất nhá Em chưa nói đến các sản phẩm khác các bác nhìn này Một phòng này em nó rơi khoảng độ 40 m Khoảng 35 mét bác nhá Tầng trên tầng dưới Vâng số các thứ rồi là đẩy công suất thì không thiếu của bác ở đây này em đa số đẩy ủng suất nhiều chỉ lo bãi thôi nhá đấy nó là thực lực đây là riêng kho hiếu minh thôi em đang có khoảng ba kho đi đây ba kho này đây phụ bác anh em vì tết ở đây kho này nó bị bóng chảy bóng nào đấy áp luôn trên dưới và cũng là một cái gọi là giao lưu đầu xuân người thật việc thật cũng như báo cáo bác thì uh, từ chương trình uh, đầu xuân này thì bên hiếu minh sẽ áp dụng chương trình là khuyến mãi tặng micro hoặc quản lý nguồn cho anh em gồm một bộ micro trị giá khoảng 2 triệu rưỡi và một uh, quản lý nguồn trị giá 2 triệu 6 đối với bất kỳ các bác khách hàng nào mua bộ combo đầu xuân này những dịp uh, 3 ngày mùng 6 mùng 7 mùng 8 hoặc các bác mua thiết bị giảm đối với đẩy công suất hàng hãng em sẽ lì xì cho bác 500 ngàn đồng có nhá 500 ngàn đồng trên một con đẩy hàng hãng hoặc một bộ một đôi loa hàng mới hàng hãng các bác lưu ý nhá hàng hãng hàng mới lì xì 500 000 đồng bất kỳ loa hoặc đẩy còn đối với sản phẩm như vang số hay những sản phẩm vang cơ thông thường thì em sẽ giảm giá từ 100 đến 300 000 đồng hoặc bộ mi đô cao cấp thì cũng giảm giá một lì xì là 500 000 đồng đầu xuân cho anh em được chưa ạ ba ngày duy nhất nhá mùng 6 mùng 7 mùng 8 đấy để thông báo anh em có thể lên lịch cũng như bác có lên lịch đối với các bác nào nhu cầu mua sắm cho mình những thiết bị giảm âm thanh và hiện tại vì em quay ở kho không ra cửa hàng thì nó không đa dạng sản phẩm quá còn đối với thì đơn vị em là đơn vị nhập một mã hàng thôi em đã nhập rất nhiều và đủ để bán buôn cho anh em thợ thuyền đầu năm này nhá hàng đầu năm rất là khan hiếm như không biết thì đây em quay em quay riêng mã đẩy ips thôi đây một chồng ôi. đây được chưa nó rơi khoảng gần 40 con một chồng này hơn 10 con hơn chục con nhá chưa kể cửa hàng em nữa nó rơi hiện tại ít nhất bốn năm con một mã thôi nhá PSP 48 con đẩy cực kỳ chất lượng cho anh em chưa tính các mã khác luôn riêng nói về công suất của em là thế giới đây đấy nhưng cái điều quan trọng là thực ra các bác đã theo dõi kênh nó biết rồi đơn vị em nào đơn vị vừa bán buôn vừa bán lẻ thì có biết đơn vị hiếu minh auto rồi và hôm nay một video đầu năm thứ nhất gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể các bác của anh em cái thứ hai là có chương trình tri ân đầu năm lì xì qua Tết một cái chương trình cực kỳ nghĩa trong 3 ngày đầu em chỉ áp dụng từ mùng 6 này mùng 7 mùng 8 nghĩa là bắt đầu từ ngày mai nhé Còn những bác ở chỗ từ hôm nay ngày mai bắt đầu giả đơn hàng thì em cũng khuyến mãi cho anh em rồi còn đâu ngoài những thiết bị hãng như là đẩy ủng xuất học loa mà em giảm 500 ý một triệu thiết bị ấy, thì đối với thiết bị đơn thông thường khác em sẽ giảm từ 100 đến 300 ngàn đồng đầu. tùy theo thiết bị còn tối thiểu cũng phải giá lộc cho các bác 1 200 nó bằng kép bia đấy nó chân thành câu đấy. Còn đâu những sản phẩm hàng hãng nó có lợi nhuận hơn. Được hãng đồng ý và tư vấn. Ờ à, hàng hãng thì bao giờ sẽ được cái chiết khấu tốt hơn. Để có hiểu lúc là thế. Thì được uh, ưu đãi tốt hơn. Đấy. Một video ngắn gọn thôi để các bác cùng biết để có nhu cầu mua sắm cho mình những thiết bị ngày đầu xuân uh, này thì nó có là một cái chương trình lì xì mừng tuổi cho các bác cũng như anh em yêu thanh trên mọi miền Tổ quốc có nhu cầu mua sắm âm thanh thì hãy đến với đơn vị Hiếu Minh Auto với chỉ tại 364 Quang Trung Hà Đông Nội bên đơn vị em thì luôn sẵn trả góp các bác nhé một đơn vị bán rất đa dạng các thiết bị dàn vì em đang quẩy kho thì nó hơi tù tí là gì nó có nhiều hàng nhưng mà nó là nó chỉ là điểm những mã thôi nó không đủ sản phẩm thì là em có mấy kho liền đấy còn những các bác nào có nhu cầu trả góp các bác đến vị em rồi không thiếu sản phẩm các bác mua những sản phẩm âm thanh thì các bác nên chọn những sản phẩm ngoài uy tín ra thì phải có nhiều hàng cái đủ năng lực ở đây là uh, nhiều hàng thì các bác có nhiều lựa chọn là đầu tiên và nhiều hàng thì nó sẽ đội uy tín cao hơn Đấy. và có bác có nhu cầu mua sắm thì liên hệ trực tiếp bên đơn vị hiếu minh auto có địa chỉ tại 364 quang trung hà đông hà nội và video của hiếu minh đến đây kết thúc cảm ơn các bác xem video của mình. hiếu minh xin thân hát, chào tạm biệt tất cả các bác nhé và chúc các bác có buổi tối ngủ ngon giấc và hạnh phúc bên gia đình